nay mỹ phẩm Victory lại tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật hàng giả của một số những loại mỹ phẩm đang rất bán chạy trên thị trường. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách phân biệt hàng thật hàng giả của hộp phấn Well Shampoo mà mọi người hay thường gọi là phấn gel siêu mịn. Hộp phấn này đang bán rất chạy trên thị trường và shop mình bán rất là chạy và bên mình đang bán là giá 240.000. Nhưng mà trên thị trường thì đang có một loại hàng super fake và theo mình biết là cũng có rất là nhiều nơi đang bán hàng này. Trên tay mình đang cầm hai hộp phấn, một phấn hàng giả và một hộp phấn hàng thật. Các bạn nhìn bên ngoài vỏ hộp thì về ngoại hình thì không có nhiều điểm khác nhau lắm, màu sắc thì cũng có một chút khác nhau đấy, nhưng mà mình nghĩ là đây sẽ không là phải là đặc điểm, một cái điểm để mình phân biệt hàng thật hàng giả, vì cái màu sắc này các bạn sẽ rất là khó nhớ nếu như các bạn không cầm hai hộp phấn này trên tay thì các bạn sẽ khó mà phân biệt được, vì màu sắc của hộp phấn sẽ không phải là điểm để mình phải để mình hướng dẫn các bạn phân biệt hàng thật hàng giả. Để phân biệt thì mình sẽ có những đặc điểm sau đây, các bạn chú ý nhé. Thứ nhất, các bạn thấy là hàng thật ở đây có một cái kem bằng bạc, còn hàng giả thì không có cái kem nào. Ở mặt sau hộp phấn thì các bạn chú ý nhé, ở mặt sau hộp phấn thì cái hàng giả thì lại có một cái tem màu đen có ghi chữ Miss Korea ở đây, còn hàng thật thì lại không có một cái nào cả. Đây là hai đặc điểm nổi bật để phân biệt hàng thật hàng giả của phấn Well Shampoo, các bạn nhớ nhé. Còn bên trong hộp phấn các bạn nhìn này, phấn gel này được bọc bởi một túi nhung. Về cái túi nhung chất liệu này thì mình cảm thấy là không có nhiều cảm giác, không khó để phân biệt hàng thật hàng giả được, nên đây sẽ không phải là một điểm để mình phân biệt. Bên trong hộp phấn đây, các bạn nhìn bên mặt trước của hộp phấn, các bạn thấy thậm chí hộp phấn hàng giả nó còn long lanh hơn cả hàng thật. Là điểm này rất là khó phân biệt nếu như bạn không cầm hai hộp phấn trên tay. Còn mặt sau hộp phấn các bạn nhìn này, nó cũng có cái hai cái tem giống nhau nhưng có một đặc điểm khác, các bạn chú ý nhé. Cũng giống như hầu hết các sản phẩm của Hàn Quốc, hầu hết nhé, không phải tất cả, hàng chính hãng luôn luôn dập cái lát bằng mực nét đậm và nét đứt, cỡ chữ thì hơi vuông một chút, các bạn nhìn nhé. Còn hàng giả thì ở đây, hàng giả mình mới sưu tập ở đây thì là có dập đáp hạn sử dụng, nhưng với cái nét chữ thì nét chữ nét đứt, nhưng mà này là nét mảnh và cỡ chữ nó hơi to hơn so với chữ vuông một chút. Và đây như các bạn thấy, hàng giả cũng có dập đáp hạn sử dụng ở đây, nhưng cỡ chữ và nét thì lại khác, nó mảnh hơn và cỡ chữ to hơn. Và một điều rất bất ngờ là vượt một bạn khách hàng đến đây để hỏi để mua phấn gel, và sau khi mà được mình hướng dẫn cách phân biệt hàng thật hàng giả thì bạn rất là bất ngờ vì bạn ấy đã mua phải một hộp phấn hàng giả, và mình đã xin lại bạn ấy hộp phấn đó và để làm cái công cụ hướng dẫn cho các bạn ngày hôm nay. Ở đây là hộp phấn hàng giả của bạn ấy, cái về ngoại hình thì cũng rất là giống hộp phấn hàng thật, nhưng một cái đặc điểm này hàng giả là gì, là cái ở đáy cái tem của hộp phấn hàng giả thì không có tập dựng đáp hạn sử dụng hay ngày chốt nào cả. Và cái hộp phấn này như mình được biết là cái mẫu phấn này là một phấn cũ của hàng Trung Quốc. Ở bên Trần Duy Hưng cũng có một cái hộp phấn hàng giả và cũng không có hạn là ngày sản xuất, nên là nếu như bạn nào ấy mà đang dùng phấn này, các bạn thử kiểm tra lại xem cái hộp phấn của mình, một là có dập đáp nhưng mà lại là dập đáp nét mảnh
và là cái chữ, cái cơ chữ như này. Còn là hoặc có thể là hộp phấn đó không dập nát. Các bạn nhìn đấy. Nói chung là mình nghĩ là hộp hàng này hàng super fake, hàng vừa mới ra. Còn mẫu này mẫu cũ trước kia. Bây giờ mình khám phá bên trong hộp phấn nhé. Các bạn sẽ thấy là khác nhau với hàng thật như nào. Về bông phấn thì là các bạn nhìn này, về bông phấn thì bông phấn của Gel dày dặn hơn và mịn hơn. Nhìn cái bông phấn của hàng fake Trung Quốc thì nó mỏng và nó không được mịn. Các bạn nhìn nhé. Nhưng cái này mình nghĩ sẽ rất là cái đặc điểm rất là khó nhớ của các bạn. Mình nghĩ là các bạn sẽ phải đi sâu vào phấn. Thì các bạn nhìn nhé. Khi mình bỏ cái bông này ra, bỏ cái bông này ra thì hộp phấn của hàng giả thì nó có nãy nó gắn liền đây luôn, gắn liền ở đây luôn. Nhưng hộp phấn hàng thật thì bạn nhất luôn cái này ra. Đấy là đặc điểm rất là quan trọng nha, nhớ lưu ý nhá. Và một cái điều nữa cũng rất là dễ phân biệt nữa là đó là mùi của phấn. Cái mùi của hộp phấn hàng thật ý, mùi thơm rất là dễ chịu, nhẹ và cảm giác rất là sang. Còn hộp phấn hàng giả mùi rất là khó chịu, cái mùi mà dạng giống như kiểu phấn rẻ tiền ở Việt Nam. Các bạn nên lưu ý nhé. Hộp phấn này nó còn nãy gắn liền luôn, còn cái mùi rất là thơm nhưng mùi thơm rất là khó chịu. Hộp phấn này là loại phấn như ở shop mình là bán chạy nhất, nó rất là mịn nên da rất là mịn mà tự nhiên và rất là lâu trôi. Các bạn thấy đấy, hàng Trung Quốc đang có rất nhiều trên thị trường. Đến một bạn khách phải nói là bạn rất hay trang điểm mà nó có kiến thức nhiều về mỹ phẩm mà vẫn đi.